Chào các bạn nha, hôm nay mình mời các bạn cùng mình chiên thấy chiên bột ăn các bạn ơi, trời mưa các bạn ơi, mình mới đi bắt về các bạn ơi. Đây là bột nha các bạn, bột chiên giòn nha các bạn. Đây là mình pha trộn nha các bạn. Còn đây là tôm mình đi bắt về, mình ngồi lặt buổi trời các bạn ơi. Trời mưa quá mình không có quay lúc đi bắt cho các bạn xem nha, bây giờ mình bắt đầu chiên nha các bạn. Mình bỏ tép vô mình trộn chung với bột nha các bạn. Mình đi bắt từ sáng giờ mới về luôn các bạn ơi. Trời mưa, nhịn đói nữa, mệt xỉu luôn. Bây giờ mình chiên nha các bạn. Các bạn xem nhớ đăng ký ủng hộ kênh này các bạn ơi. Trời mưa quá nên mình không có quay cái đoạn mà đi kéo tép, mò tép cho các bạn xem được, nên mình chỉ quay được khúc chế biến thôi các bạn. Dạng rất là ngon các bạn. Tại tép này nó cũng nhỏ nên mình chiên dễ các bạn ơi, cũng mau lắm. Vợ mình đã làm miếng bự quá nên chở về khó nha các bạn. Thì em lấy cái giá nhựa, cái giá cây á. Cái này các bạn ăn với tương ớt cũng được, mà nước mắm chua ngọt cũng được nha các bạn. Ở nhà mình cũng không có đi chợ được, mình không có mua rau sống các bạn, mình ăn với rau sống mới ngon nha các bạn. Dịch bệnh khó khăn quá các bạn ơi, nên đi kiếm đồ về ăn chứ mua thì cũng kinh tế cũng khó.
bụng quá trời các bạn ơi. Mới nấu gói mì ăn. Từ sáng giờ ăn. Sáng sớm ăn đừng gói mì, tới bây giờ ăn đừng gói nữa là hai gói. Đi kéo tép rồi đi lặt tép mũi trời nữa các bạn mà nó xỉu luôn. Cái này chiên cho vợ con ăn chắc ăn cũng nổi nữa đâu. Mệt quá. Các bạn xem nhớ đăng ký ủng hộ kênh nha các bạn. Để mình có thêm động lực làm những video mới cho các bạn xem các bạn ơi. Món này là mình làm món tép chiên bột nha các bạn. Tép chiên bột này rất là ngon nha các bạn. Các bạn ăn với rau sống là ngon lắm các bạn ơi. Là mình gấp ra nha các bạn. Rồi vàng rất là ngon luôn. Bây giờ mình đổ cái mẻ mới nha các bạn. Mình kéo xong rồi mình lặt xong mình cũng được cỡ hơn 2 chén tép các bạn ơi. Cỡ 2 chén rưỡi 3 chén. Mình đổ 6 miếng nha các bạn. Chiều tối nha các bạn ơi. Mình đổ đủ ăn đi chiều nha các bạn. Nó còn sống như leo rồi nha. Còn một sống như này cũng mắm chua ngọt. Còn bạn nữa. Còn cái bạn nữa.